Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp xuất khẩu nông sản. Trong khi xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ tập trung giải tỏa vi phạm trên đất nông nghiệp, thì tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cử vẫn phát sinh các vi phạm mới. Bảo hiểm thất nghiệp phao cứu sinh cho lao động mùa dịch. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước kịp thời có những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng còn lại từ nay đến cuối năm. Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, từ đó có những điều chỉnh về giải pháp nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đồng thời xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Đề nghị các đại biểu phát huy vai trò trách nhiệm tập trung thảo luận, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn để đưa ra những quyết định đúng đắn trong từng nội dung của kỳ họp, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, tất cả vì chất lượng cuộc sống của người dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Kỳ họp nghe, xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2021, tình hình thực hiện thu chi ngân sách giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025. Về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2020, việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh bổ sung năm 2021, điều chỉnh giao biên chế công chức lao động hợp đồng theo nghị định 68 của Chính phủ trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021 tại nghị quyết số 348 ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 9 tháng qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 5,71%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 10.000 tỷ đồng, tạo thêm việc làm mới cho 1,74 vạn lao động. Công tác bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác quốc phòng địa phương, an ninh trật tự tiếp tục được củng cố và giữ vững. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về các báo cáo tờ trình, dự thảo, nghị quyết tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhất trí thông qua 6 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Đăng Khoa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do đã chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, quan trọng hàng đầu từ nay đến cuối năm 2021 là tập trung mọi nguồn lực, chủ động xây dựng kịch bản, thực hiện các biện pháp cụ thể trên từng lĩnh vực để nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm những nội dung trọng tâm sau đây. Tiếp tục duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát huy hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao, bám sát và kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế,
để có giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 sát với tình hình thực tế và bảo đảm lộ trình thực hiện các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã đề ra. Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Trước mắt cần tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cơ quan, chuẩn bị chu đáo điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân tỉnh diễn ra vào cuối năm 2021. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Đại sứ quán Phái đoàn Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu-EU tổ chức tọa đàm trực tuyến về xuất khẩu rau quả sang EU. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thông tin tổng quan về chính sách và quy định của EU về nhập khẩu rau quả và trao đổi kiến nghị các biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, đồng thời trao đổi chia sẻ một số giải pháp như chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu, áp dụng các công nghệ tiên tiến trong xử lý sau thu hoạch, tăng cường kiểm dịch kiểm tra chặt lô hàng và ưu tiên cho những vùng sản xuất rau quả đạt Việt Gáp, Ropan Gáp, đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến, bao bì, nhãn mác, sản lượng đủ lớn, chi phí logistics. Tỉnh Hưng Yên có trên 300 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó có khoảng 15 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu rau quả. Năm 2020, giá trị xuất khẩu hàng rau quả ước đạt trên 12 triệu đô la Mỹ. 9 tháng năm 2021 ước đạt trên 3 triệu đô la Mỹ. Với diện tích trên 4.600 ha nhãn, năm 2021, sản lượng nhãn của tỉnh Hưng Yên đạt gần 50.000 tấn, là năm đầu tiên hàng chục tấn nhãn lồng Hưng Yên được xuất khẩu sang thị trường Anh và EU. Để đủ điều kiện xuất khẩu nhãn sang thị trường này, các diện tích đều được sản xuất theo quy chuẩn Việt Gáp, đồng thời phải lấy mẫu và kiểm nghiệm trên 800 chỉ tiêu bảo vệ thực vật của sản phẩm. Cùng với nhãn, một số nông sản đã được xuất khẩu sang thị trường này như sản phẩm từ nghệ, rau quả, để khơi thông thị trường tiêu thụ, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Thành phố Hưng Yên có tổng số 270 ha cam, tập trung nhiều tại xã Quảng Châu, xã Tân Hưng và phường Lam Sơn. Thời điểm này, một số diện tích cam sớm Hưng Yên bắt đầu cho thu hoạch. Ngay từ đầu vụ, các chủ vườn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã chủ động chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp để vừa đảm bảo năng suất và chất lượng. Ước vụ cam năm 2021, toàn thành phố cho sản lượng khoảng 2.000 tấn quả. Hiện một số nhà vườn đã bắt đầu vào vụ thu hoạch với giá bán trung bình 15.000 đồng một kg, chủ yếu bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Riêng cam được chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho giá bán cao hơn từ 5 đến 7.000 đồng một kg. Dự kiến trung tuần tháng 11 thì cam sẽ chín đều và cho thu hoạch rộ. Thưa quý vị và các bạn, 16 giờ chiều nay giá xăng lại tiếp tục tăng trên 1.400 đồng một lít. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 23.110 đồng một lít, RON 95 là 24.330 đồng một lít, dầu diesel là 18.710 đồng một lít. Đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Điều này khiến cho doanh nghiệp và người dân không khỏi lo lắng. Sau đây là những ghi nhận bước đầu của phóng viên trong chiều nay. Là một người chủ doanh nghiệp đứng trước thông tin giá xăng tiếp tục tăng, bà Hồng lại phải căng đầu tính toán và giải quyết hàng loạt các vấn đề liên quan. Bình quân công ty vẫn hỗ trợ 5.000 đồng tiền xăng một ngày cho người lao động. Nhưng nếu xăng cứ tăng lên mãi, bà Hồng cũng phải tính lại cho phù hợp để động viên người lao động. Rồi hàng loạt vấn đề kéo theo khi xăng tăng. Đương nhiên là doanh nghiệp cũng gặp nhiều cái khó khăn về phát sinh, về chi phí. Với cái đơn hàng hiện thì tôi ký cái thời điểm đấy thì nó trước đây khoảng mấy tháng rồi. Thì cái giá ký nó chỉ như vậy thôi, ở trong hợp đồng. Thế thì bây giờ mà trong cái quá trình hiện tại mà giá tăng như thế này thì đương nhiên là cái giá thành của sản phẩm thì cũng chỉ là theo hợp đồng ban đầu. Đấy, nhưng mà doanh nghiệp thì sẽ phải phát sinh rất nhiều các cái chi phí, ví dụ như là vận chuyển, rồi thực phẩm cho người lao động, rồi xăng xe cho người lao động. Với hàng loạt các biện pháp hỗ trợ của chính phủ, doanh nghiệp đang từng bước phục hồi sau đại dịch, nhưng khi xăng tăng thì lại thêm những nỗi lo tăng giá. Trong cái lúc này thì lại bị cái tình trạng là tăng giá vật tư. Đấy, tăng giá vật tư là tăng nguyên liệu xăng dầu này,
tăng giá nguyên liệu đầu vào như là kim loại màu rồi nhất là sắt thép tăng rất là nhiều. Đây là một cái rất là khó khăn đối với doanh nghiệp trong cái thời gian dịch, mà đặc biệt là dịch lần thứ tư này. Thấy ngay lập tức tác động của giá xăng, những người lái xe taxi như anh Trung lại càng lo lắng hơn. Bây giờ là chạy được 1 triệu thì là công ty 50, mình 50 thì là bọn tôi là được hưởng 500 thì bọn tôi chỉ chịu được xăng. Thế thì bây giờ mà xăng mà giữ cái mức gọi là trung bình thì còn có đồng công, còn nếu mà xăng mà cứ lên thì đồng công lại thấp đi. Khách khứa thì là ít, không có. Bây giờ dịch dã này thì người ta cũng chả đi đâu cả. Giá xăng dầu tăng không chỉ tác động làm tăng giá thành sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, mà còn trực tiếp làm tăng chỉ số giá tiêu dùng, ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân. Cứ mỗi thứ tăng lên một chút là cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình chúng tôi. Thì tất cả mọi người cũng mong muốn là làm sao là từ giá thực phẩm rồi giá xăng dầu rồi làm sao là giảm cái mức vừa phải để cho mọi người hợp với cả cái thu nhập của công nhân. Giá xăng dầu thế giới tăng cao nên dự đoán thời gian tới giá xăng có thể tăng nữa. Mong các ngành chức năng sớm có giải pháp ứng phó linh hoạt nhằm giảm thiểu tác động xấu đến kinh tế cũng như đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin thời sự tối ngày 12 tháng 8 năm 2021, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh tình trạng vi phạm đất đai ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Than vừa tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế một số vi phạm về đất đai hành lang giao thông. Theo tổng hợp của xã Đồng Than, đến cuối tháng 10 năm 2021, tổng số trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở, nhà tạm, chuồng trại, lều lán trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã cần phải giải tỏa là gần 100 trường hợp. Riêng trong đợt giao quân này sẽ xử lý gần 20 trường hợp, chủ yếu là các vi phạm xây dựng công trình nhà ở, nhà tạm, chuồng trại trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang thủy lợi. Theo đó, ở cả 7 trên 7 thôn của xã Đồng Than đều có vi phạm. Nguyên nhân do thời gian gần đây, giá đất đai trên địa bàn xã ngày càng có giá trị nên các hộ dân bất chấp các quy định để vi phạm. Trong đó, thôn Xuân Tràng có số lượng vi phạm nhiều nhất với hơn 50 trường hợp. Chúng tôi ra quân giải tỏa 8 hộ trên đất nông nghiệp và 12 hộ vi phạm trên kênh mương thủy lợi tại thôn Xuân Tràng. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Than tiếp tục rà soát phân loại các trường hợp vi phạm theo từng mức độ cụ thể để có phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật, xác định rõ trách nhiệm, đề ra mục tiêu cho từng thôn trong việc xử lý giải tỏa các vi phạm, quyết tâm cả hệ thống chính trị vào cuộc. Như vậy, đến thời điểm này, xã Đồng Than mới giải tỏa được 19 trên gần 100 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về công tác giải tỏa các vi phạm kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ trong các chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến quản lý đất đai thì tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ còn để xảy ra nhiều vi phạm mới phát sinh. Đây là khu chuồng trại chăn nuôi mới được xây dựng vào tháng 6 năm 2021 của gia đình ông Phạm Đức Thụ ở thôn Viên Quang, có diện tích gần 150m2. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã Quang Hưng đã lập biên bản và yêu cầu gia đình ông Thụ dừng thi công. Tuy nhiên đến nay, vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ. Tại xã Quang Hưng, không khó để phát hiện các sai phạm về đất đai như gia đình ông Thụ, thậm chí còn có những gia đình còn xây dựng nhà kiên cố trên đất nông nghiệp như thế này. Qua rà soát kiểm tra trên địa bàn xã Quang Hưng có 106 vi phạm trên đất nông nghiệp, tập trung chủ yếu ở thôn Viên Quang. Trên địa bàn thôn Viên Quang chúng tôi thì theo thống kê là có 56 hộ là vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp và đất giao thông thủy lợi. 3 hộ là xây dựng máy bằng. Đấy, và 2 hộ là xây dựng hiên bằng trên đất nông nghiệp. Thực hiện kế hoạch 93A, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã vào cuộc vận động tuyên truyền, tháo dỡ, cưỡng chế được 54 vi phạm, trong đó có 42 vi phạm với diện tích trên 1.100m2. Được tháo dỡ hoàn toàn, 12 vi phạm mới tháo dỡ được một phần. Hiện toàn xã còn 52 vi phạm với tổng diện tích trên 2.500m2. Tuy nhiên đến thời điểm, có đến 9 trường hợp tái vi phạm và 1 vi phạm mới phát sinh.
khó khăn cho địa phương là đối với việc là các hộ gia đình vi phạm là toàn 2014 trở về trước, và đối với các hộ vi phạm thì giá trị tài sản ở trên đất nông nghiệp rất là lớn, thì đối với địa phương hiện nay thì rất là khó khăn trong cái việc mà xử lý các hộ này. Các hộ vi phạm là không có biên bản, hồ sơ là biên bản. Sự thiếu kiên quyết của cấp ủy chính quyền là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phát sinh các vi phạm về đất đai. Những vi phạm nhỏ, vi phạm mới phát sinh không được ngăn chặn kịp thời khiến cho công trình vi phạm ngày càng mở rộng về quy mô. Việc xử lý các vi phạm trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Quang Hưng đã, đang là vấn đề khó, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm chùm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến nhà xe Sao Việt ở huyện Ân Thi từ miền Nam về. Trong đó có một trường hợp tái dương tính, tất cả đều đã được cách ly tập trung. 5 trường hợp là hành khách có địa chỉ ở xã Hồng Vân, Hạ Lễ, Đặng Lễ, huyện Ân Thi cùng trên chuyến xe 25 người của nhà xe Sao Việt từ miền Nam về Hưng Yên tối ngày 20 tháng 10 đã được cách ly tập trung, xét nghiệm lần 2 dương tính. 5 trường hợp này có 1 trường hợp tái dương tính đã khỏi bệnh từ ngày 8 tháng 8, 3 trường hợp đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. 4 trường hợp còn lại là chủ nhà xe và lái phụ xe của nhà xe Sao Việt ở xã Hồng Quang, huyện Ân Thi. Sau khi trả khách tối ngày 20 tháng 10, sáng ngày 21 tháng 10, xe khách lại quay đầu vào thành phố Hồ Chí Minh chở hàng và đón 3 khách. Đêm ngày 24 tháng 10, về đến Hưng Yên vào thẳng khu cách ly tập trung của huyện Ân Thi, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính vào sáng ngày 26 tháng 10. Cả 4 trường hợp này cũng đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Trước tình hình ghi nhận 16 ca dương tính về từ các tỉnh miền Nam, từ ngày 14 tháng 10 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân, vận động người thân đang ở các tỉnh thành phía Nam, tạm thời chưa về quê, nếu cần thiết phải về thì liên lạc trước với chính quyền địa phương để thống nhất phương án di chuyển và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Hưởng ứng chương trình Sóng vào máy tính cho em, chiều nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức trao tặng máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 5 bộ máy tính đã được trao cho Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu, thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động và 5 máy tính bảng kèm SIM 4G tặng 5 em học sinh ở thành phố Hưng Yên trong chương trình Cặp lá yêu thương do Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh bảo trợ. Nguồn kinh phí này do Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên phát động, mỗi cán bộ công nhân viên hội sở và các chi nhánh một ngày lương. Chương trình Sóng và máy tính cho em có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, hỗ trợ cho các cháu hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, trưởng thành. Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều lao động bị mất việc làm, đặc biệt là lao động phổ thông, bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh của người lao động trong thời điểm khó khăn này. Anh Lê Cao Bộ là công nhân hợp đồng tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi. Từ tháng 5 đến nay, dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, khiến công ty nơi anh làm việc gặp khó khăn, ít việc làm, anh và nhiều lao động bị thất nghiệp. Nắm bắt được chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, hôm nay đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm để làm thủ tục hưởng chế độ theo quy định. Biết được khoản tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng, anh Bộ rất phấn khởi. Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 11 năm. Và cái số tiền lĩnh của tôi 11 tháng sẽ rơi khoảng tầm 25 triệu. Trong thời gian tôi nghỉ việc, tìm việc mới, cái số tiền này sẽ giúp ích tôi tháo gỡ phần nào khó khăn trong gia đình. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì rất có lợi cho người lao động, nhất là trong cái thời gian mà dịch bệnh như này. Không chỉ riêng anh Bộ, từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có gần 7.000 người lao động bị mất việc làm được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 110 tỷ đồng. Chính sách này đã giúp người lao động duy trì cuộc sống trước mắt cho đến khi tìm được việc làm mới và quay trở lại thị trường lao động. Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp được 9 năm, được hưởng chế độ thất nghiệp được 9 tháng, 3 triệu tư một tháng. Ngoài chế độ hưởng thất nghiệp này, đến trung tâm tư vấn việc làm này thì tôi được tư vấn cho tìm việc miễn phí và được học nghề miễn phí. Tôi cũng đang cân nhắc để thời gian tới để đi học hoặc là đi làm tiếp ạ. Khi tham gia cái bảo hiểm thất nghiệp, nếu người lao động mà không may bị mất việc làm thì sẽ được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp, hai là hưởng cái hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, thứ ba là được hưởng cái hỗ trợ học nghề. Và ngoài ra thì cái thời điểm này thì người lao động đang tham gia và người lao động đã nghỉ việc trong khoảng thời gian từ tháng 1 2020 cho đến 30 tháng 9 2021
thì được hưởng gói như trợ cấp mà người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động không chỉ được hưởng các chính sách theo quy định khi không may bị mất việc làm, mà trong thời điểm này thực hiện nghị quyết số 116 của Chính phủ và quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Toàn tỉnh có trên 191.000 người lao động được giảm đóng 1% bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, đồng thời được hỗ trợ từ quỹ kết dư bảo hiểm thất nghiệp với mức từ 1,8 triệu đồng đến 3,3 triệu đồng một người. Đến hết ngày 24 tháng 10, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho gần 90.000 người được hưởng với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã và đang mang lại hiệu quả trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội, là phao cứu sinh cho nhiều người lao động, nhất là trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay.